chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại cùng với Kiều Anh Em Gái Miền Trung. Thì ngày hôm nay nha, một dịp đi ngang qua đây, Kiều Anh có cơ hội được ghé vào một cái quán ăn khá là nổi tiếng ở Tam Kỳ Quảng Nam, đó là món mì Quảng Tư Châu ở Tam Kỳ Quảng Nam. Và bây giờ thì xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng khám phá ở không gian của quán cũng như là các món ăn ở đây nhé. Mì Quảng là một cái món ăn rất là nổi tiếng tại nơi đây. Và đây là một cái quán mà mình thấy là rất khá là rộng rãi nè, thoáng mát, nhìn rất là sạch sẽ, mới đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái tô mì quảng Tư Châu ở Tam Kỳ Quảng Nam có gì đặc biệt nha. Đây, ở đây là đương nhiên thì có những cái cọng mì nè, mì đây là sợi vàng, có những nơi anh mình sợi trắng, có những nơi thì nó là sợi màu vàng. Và mì gà là mì đặc trưng đó. Ngoài ra thì còn có cái kiểu tô đặc biệt nữa mà Kiều Anh cũng không biết là tô đặc biệt là như thế nào. Ở đây là mình là tô bình thường. Đây, mì gà một tô một, đây là một phần bình thường thì nó một phần bình thường nó sẽ có mì và ba miếng gà ăn kèm với mì gà. Thì đây là một cái nét đặc trưng của Quảng Nam, đây chính là rau đắng. Các bạn nhìn thấy nè, rau đắng thì nó rất là nhỏ nè và xanh nữa. Đây là rau đắng cộng với thêm là chuối chát. Cái này là bắp chuối, rau đắng và bắp chuối. Đây, nếu mà ai muốn ăn cay thì chúng ta sẽ ăn thêm ớt. Và ớt xanh là một cái ớt cũng rất là đặc trưng ở Quảng Nam, mà chỉ có Quảng Nam mới có thôi. Mà mình nghĩ ớt này là chắc là cay lắm đây, nhưng mà thôi, mình lại không có ăn ớt. Nếu mà các bạn muốn ăn chua thì chúng ta có thể đặt thêm chanh. Ngoài ra thì còn có nước mắm nè, nếu mà ai muốn ăn mặn hơn thì có nước mắm. Và ăn mì Quảng thì đương nhiên sẽ là kèm theo là món bánh tráng. Bánh tráng thì ở khu vực miền Trung rất là ưa chuộng đây. Hầu hết là mấy món ăn thì hay ăn với bánh tráng. Đây, bánh tráng này giòn rụm, rất là giòn. Bây giờ thì mình rất là nôn nóng muốn nếm thử hương vị của món mì gà ở nơi đây là như thế nào. Mình ăn thử cọng mì nha. Mì khá là mềm. Mình thấy là nước nó cũng vừa vặn. Bây giờ thì mình sẽ nếm thử món gà. Gà cũng mềm lắm. Gà mềm mà thấm nữa. Để mình nếm thử cái nước. Nước cũng vừa ăn, hơi béo một chút. Và ăn kèm với ăn trong cái tô mì gà thì còn có hành với lại là đậu phộng. Không, mà mình thấy là mì Quảng ở nơi đây khá là ngon đó cả nhà. Mình cũng đã ăn mì Quảng ở Quảng Ngãi rồi, cũng rồi một số nơi nữa, nhưng mà mình thấy là hương vị mì Quảng ở nơi đây rất là ngon. Mì sợi mì mềm nè, nước vừa mặn và gà cũng mềm. Mà nếu mà bạn muốn ăn thêm nước thì chúng ta có thể xin thêm nước. Đây, nếu mà các bạn muốn ăn thêm nước thì sẽ xin thêm một chén nước nè, giống như mình đây, để mà rưới lên thêm. Đó, mình nghĩ là bây giờ là để trở thành một cái tô mì rất là hấp dẫn rồi. Mà mình lại không ăn được rau đắng cho nên là thôi, nếu mà các bạn ăn được rau đắng thì mình nghĩ là rất là tốt, và nó sẽ giúp cho cái tô mì của mình nó cũng ngon hơn nữa, ăn ngon miệng hơn. Bây giờ mình lại tiếp tục thưởng thức tô mì này nhé, chứ không mà kẻ nó lại nguội mất. Mà như vậy là mình đã ăn xong hết cái tô mì gà Tư Châu này rồi. Quả thật là không có hổ danh
đặc trưng của Bigas Phú Quảng ở Quảng Nam, rất là ngon. Và chắc chắn là khi nào mà có dịp ghé đến Quảng Nam thì mình cũng sẽ ghé đến đây thưởng thức thêm lần nữa. Nếu mà cả nhà chúng ta có cơ hội đến Quảng Nam thì chúng ta nên thưởng thức món bì gà ở nơi đây nhé. Đây cũng là một trong những nơi mà mình nghĩ là chúng ta có thể cùng thưởng thức một món ăn vô cùng đặc trưng của xứ Quảng Nam này. Rất là cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Kiều Anh nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.